Rồi, hôm nay mình giới thiệu cho mọi người ba chiếc. Đầu tiên là bên tay trái này là Honda CBR 150R đăng ký 2018, giá 49.800.000. Bản Repsol nha. Rồi con giữa đây là con CB 150 Vega 38.800.000 đăng ký cuối 2019, bắt đầu là 2020 rồi. Ý biển số ghi lộn, sorry đây mọi người, cái này biển số không phải. Biển số là 51806. Rồi, con bên này là con Suzuki GRX 48.800.000, 2019. Con này là bản ABS nha. Xe thuế 1%, anh em nào rút hồ sơ về đóng thuế chỉ 1% thôi, tầm 400-500 ngàn là ra biển thôi nha. Còn đây có bản này, bản thường, bản không ABS nè. Đó, bản ABS thì nó sẽ mắc hơn. Cực đẹp lắm mọi người. Ba con nào cũng ken hết, nó giống là xe bên em thì con nào cũng ken, xe ben rửa sạch sẽ hết rồi. Đó nha. Hai con xì bọt, một con CB 150 Vega. Rồi. Để đầu tiên em giới thiệu cho mọi người con Suzuki trước nha. GRX R150 đăng ký 2019. Rồi, bản ABS nha mọi người, Suzuki GRX R150. Đó, ngoài ra bản không ABS bên em có luôn, bên Sài Gòn, bên tỉnh này kia có đầy đủ hết. Con này thì cực kỳ đẹp luôn, chủ xe dán vào trong nguyên con luôn, nên không có gì phải để review, để giới thiệu nhiều hết nha mọi người. Không có gì để review giới thiệu hết. Biển 79, thành phố Nha Trang. Anh em nào sơn tên toàn quốc thuế có mấy trăm ngàn thôi, 5-600 thôi, 400-500 gì á. 48.800.000 đăng ký 2019 nha mọi người. Đăng ký 2019 cực kỳ ken xà beng luôn, tem zin không có lô gì hết, tem zin màu cực kỳ đẹp luôn nè. Để thẳng băng nè, xe này mới có mấy ngàn nè, như 10 ngàn nó gì á, ốc tán nè mọi người không đó, em nhìn ốc tán là biết cái sườn xe nè. Đó nè, ốc sáng chân nè, ABS nè mọi người thấy không đó, chỉ mâm dán thêm ABS nè, có lên được che cách nước bô full system Yoshimura nha, bô full Yoshimura. Anh em nào lấy bô zin, em lấy cái bô zin của xe bên kia em đổi qua cho, chứ chủ xe này thì em có đưa bô zin. Spark cây đầy đủ nha, spark cây thì quá đầy đủ, màu xanh đặc trưng của su đồ vé Suzuki đó, thường người ta gọi là su đồ vé nè. Ốc tán nè mọi người thấy không, mọi người đi xem xe mà nhìn mấy con ốc tán này là biết cái chất lượng xe cỡ nào rồi nha, là biết tụi em rửa dọn sạch sẽ cỡ nào rồi nha. Nè, nhìn phía trong nè, đó, bao đẹp luôn. Mua giờ chỉ đổ thêm xăng mà chạy thôi. Tụi em rửa xe là để khẳng định uy tín cái thương hiệu của tụi em luôn, chứ không phải là xe nào dơ giờ tụi em xịt nước sơ qua tụi em rửa đâu. Đó, tụi em tạo một cái thương hiệu riêng của tụi em đó. Nè, cái ken xe ben nè. Ngoài cái chất lượng xe thì cái chuyện mà bề ngoài nó quan trọng nha mọi người. Đó, mọi người đi xe mà nhiều tiền mà bề ngoài nó xấu mà không rửa thì ra ngoài người ta cũng kêu là xe rẻ tiền nè nha, người ta kêu là mua được cái xe mà không có tiền rửa xe, mua xe mấy trăm triệu mấy chục triệu mà không có tiền, không có bỏ được mấy ngàn, không bỏ được mấy chục ngàn mấy trăm ngàn để rửa xe. Nhưng mà mặc định mình nhìn mấy con xe cũ mà ốc tán là phía trong ngoài đẹp là mê liền, mua về cũng khoái đó, mua xe cũ về người nhà này kia cũng khoái nữa. Chứ mua mấy con xe về đi dọn lại nguyên con, nhất là mất thời gian nè. Đó, nó hẳn luôn, nó hẳn luôn. Mọi người mua mấy cái xe về mà dơ bụi, nó hẳn là mất thời gian luôn. Mất thời gian và không biết nữa, không biết chỗ làm nữa thì nó sẽ tốn tiền hơn, tốn quá giờ tiền luôn. Ra cũng bị chém này, bị chém kia, bị chỉ này, chỉ kia thôi. Đó, như tụi em là rửa sạch sẽ, bảo hành đầy đủ cho anh em. Bao anh em chơi chạy chán muốn đổi xe khác, tụi em hỗ trợ quay đầu hết nha. Đó, ốc tán nè mọi người không, sáng chân sạch sẽ, ken xe ben.
quá đẹp nha. Con này là xì bò chạy mạnh nhất 150 luôn á, cốc 150 gọi là mạnh nhất luôn á. Đó. Đó, octane này kia là đẹp, keng xà beng nhà áo nè, quá đẹp, sạc nhà áo này kia là vẫn còn đẹp hết. Đó, spark cây cho mọi người nè, dán bình xăng nè, miếng dán bình xăng này kia nè, miếng dán ghi đông này còn đẹp nè. Không, cùng này kia là mọi thứ vẫn còn đẹp hết cho mọi người. Đó, cùng dây cô đi hắn này kia là vẫn còn đẹp hết. Vô Yoshimura chậm ấm. Bộ này có tiêu luôn. Đó, có tiêu. Thầy nhà nó sẽ ấm. Anh em nào muốn tiếng lớn hơn đó, anh nào muốn tiếng lớn và tiếng ấm hơn nữa thì nên gỡ cái tiêu ra, thì tiếng nó sẽ dị tròn đều hơn. Đó, nhưng mà đi cái tiêu này thì mình có thể nói được công an là khi mà công an bắt đó, thì mình có thể đọc luật là nói là xe có bô của bộ phận giảm thanh, thì công an sẽ hạn chế đỡ bắt hơn. Đó, chứ không phải là bô độ là xe nào đi bô độ cũng bắt đâu nha anh em. Đó, tùy giống như là Suzuki cũng có kiểu bô Yoshi này sản xuất riêng của nó thì công an cũng đâu bắt được, tại vì nó có bộ phận giảm thanh nữa, nhưng mà chuyên của nó luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha, Suzuki GRXR 150. Rồi, một chiếc thứ hai là chiếc CB150 Veja. Đó, tiếp theo nha mọi người, Honda CB150 Veja. Mẫu xe gọi là tiết kiệm xăng nè. Nhẹ gọn, anh em nào dành cho anh em nào mà đi học, đi làm hàng ngày và dành cho mấy người lớn tuổi. Đó, xe này đa số là phù hợp mấy dòng đó, mấy đối tượng đó. Rồi ngoài cái dòng su ở cái lòng ngoài dòng Honda này thì có Suzuki Bandit với lại là FZ Vision. Mấy dòng đó thì nó tương tự kiểu này nè. Chuộng nhiều nha, su thì mảnh. Còn FZ Yamaha FZ thì nó bền. Honda cũng vậy nè, bền, nhưng mà Honda thì nó sẽ máy thì chất lượng nó sẽ yếu hơn. Cực kỳ keng xà beng, đăng ký tháng 12/2019 là còn có mấy ngày nữa là qua 2020 rồi nha. Đó, ốc tán này người không sáng chân. Honda mà đâu bắt tiêu chữ A rồi, rớt bắt tiêu chữ A rồi nè, tụi nó rửa kỹ quá, rửa bắt tiêu chữ A rồi, đĩa thẳng băng rồi mọi người. Đó, đĩa thẳng nè, ốc tán sáng chân, cực kỳ keng xà beng luôn. Tụi em xe nhỏ lớn thì cũng vẫn rửa sạch sẽ cho anh em luôn nha. Đó mọi người thấy không, quá đẹp, quá dày keng, lục máy nè. Xe này là xe nhập cho mọi người chứ không phải là xe Việt Nam đâu nha, xe nhập nè. Bộ bọc này kia là còn đẹp hết nè mọi người thấy không. Đó, chữ V da thắt chìm nè, quá keng xe ben luôn. Đó, các chân căng. Thì số Sài Gòn nha, 59X3, thì số Thủ Đức, Thủ Đức quận 9 vậy. Mấy xe nhỏ này mà không rành biển số lắm, tại vì nhiều lúc người ta sang tên cũng không biết nữa. Nhưng mà con này đặc biệt là một chủ, em chơi ký với chủ luôn. Anh em nào mà mua sớm á, em cho ký thẳng với chủ luôn nha. Anh em nào mua sớm cho ký thẳng với chủ luôn. Màu đen nhám, cực kỳ đẹp luôn. Đó, phuộc này kia là mọi thứ còn đẹp hết nha mọi người. Ốc tán sáng chân à, thấy không? Thấy côn này hắn này kia là mọi thứ là còn hoạt động ok hết nè. Biển số Sài Gòn nha. Đèn trước là lên bóng đèn LED rồi. Thấy côn này thắng cùng này kia là mọi thứ là còn đẹp ok hết. Không, CB150 Veja. Verza đó mọi người, tùy mọi người đọc nha, em dở tiếng Anh lắm dừng đọc mà không lộn cái bị chửi nữa. Đó là ốc này, con nào con đó đẹp keng hết nha. Đó, con này con ấy đẹp keng xe ben, nhung xin dĩa sát chân à, mọi thứ là còn ok hết nè, phuộc nè. Đó, sao là phía sau có thêm xi nhan đồ chơi nè.
không? Ốc tát, ốc cốt này kia là sắc chân hết. Máy móc em ru à? Không, máy móc em ru à, thì thầm luôn. Chạy xuống Sài Gòn. Chạy xuống Sài Gòn nha. Anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp giùm em. Hết xăng luôn rồi. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp giùm em nha. Rồi, CB150 Vega 38 triệu 800 ngàn. Rồi, chiếc thứ ba là chiếc Honda CBR150. Rồi, chiếc thứ ba là Honda CBR150R. À, xe này đăng ký 2018. Giá 49 triệu 800 ngàn. Bản Repsol nha mọi người. Và Repsol màu cam. Và là ba màu á. Tem của nó là tem zin luôn nha mọi người. Lên được bạc lông titan nè, kính chắn gió nè, tay thắng racing boy, tay côn racing boy luôn. Rồi mấy cái dầu linh tinh thôi, bá bị số đút gầm, nói chung là lên cũng được ít đồ chơi cơ bản nè, xi nhan đồ chơi đó, xi nhan mũi tên nữa. Giá 48 triệu 800 ngàn thôi. Honda CBR 150R nè, ốc tán đĩa với con thẳng băng nè nha. Biển số 60 Đồng Nai nha mọi người. Anh em nào muốn rút hồ sơ này như thế nào đó đều ok hết. Nè, đĩa thẳng nè, bộ bồng này kia là mọi thứ còn đẹp hết nha mọi người. Bản Repsol, tem zin của nó. Tem zin màu ấy cam, trắng cam. Tay thắng Racing Boy. Đó, tay thắng Racing Boy. Tay thắng gãy Racing Boy. Tay côn Racing Boy luôn, bóp êm ái, lê kiến gù nữa. Mọi thứ là mấy con hoạt động ok hết. Trong xin dĩa chủ xe lên luôn nè. Đó, lên mấy bộ này cho đỡ phải reset. Ốc đĩa cũng titan luôn. Đó, cũng nhiều ốc titan. Rồi che nhông nữa nha. Rồi, mọi thứ là còn ok hết nha mọi người. Sport 150, con này thì chạy Honda thì tiết kiệm xăng rồi. Mặc định của nó rồi. Honda xưa giờ tiết kiệm xăng bền, nhưng mà máy thì nó có thể yếu hơn mấy dòng khác một chút xíu. Đó, giống như con này so sánh với con R15 hoặc là Suzuki thì nó sẽ yếu hơn. Đó, nhưng mà đổi lại thì nếu mà được cái này mất cái kia vậy đó nha mọi người. Đó, nè, gen xe ben thuộc mà ghi ra mọi thứ là còn ok nè. Chúng ta kia ra các chủ xe hồi xưa đi đèn chữa sáng cái gì á. Rồi, đem đề máy cho mình nghe tiếng nè. À, lên bát biển số nút gầm rồi xin nhan đồ chơi đó nha mọi người. À. À, máy móc cực kỳ em. Honda CBR 150R. Đăng ký 2018. $48,800 thôi. Ủa, 49,800 chứ lộn, mà sao đi mọi người. Đó, quá đẹp luôn. Rồi, ok nha mọi người. Em còn nhiều xe nữa để em từ từ em đăng lên lên cho mọi người. Xe về quá trời luôn. Anh em mọi người nào có nhu cầu quá như luôn cho đổi xe thì alo trực tiếp cho em nha. Em giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha. Trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe ải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á, thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi, thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao, để khi mà mọi người mua về á thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà
nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao đâu, cái mình thì mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này người kia chê xe xấu nha, thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu dàn áo này, ốc tán này, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi. Rồi, vậy là xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát, thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha. Có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con, người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi, thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á, thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm, tặng nón bảo hiểm thường, tặng nhớt nha, nhớt Motul với là Hux Colin nè. Đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn, có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó, tìm mô tô Thủ Đức, ok nha mọi người. Đó, tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha, trạm xe lốt. Đó, à em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha mọi người. Thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em, rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết, miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua Mboss nè, có 3 hình thức trả góp nè, trả góp qua Mboss thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì quẹt bấy nhiêu, rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, cái bình thường thôi, không có lãi gì đâu, cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn, đủ 4 máy 2 máy 1 máy 3 máy này kia có hết nha, từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn. Đó, em bán là xe hải quan chính ngạch không nha, chỉ xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết, có ship xe cho anh em ở tỉnh nha, có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng thì tầm có 1 triệu mấy 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết, hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không, quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó, ok nha mọi người. Mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha, alo giùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ. Mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn, mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn, chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn của người này người kia, thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu, mình được cái con xe ngon, với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem, một cái xe bao nhiêu tiền mình
cứ ở nhà mình cứ bấm 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 chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới phải xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào đó, xem cửa hàng nó như thế nào rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.